Hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio. Đây, hôm nay anh Kỳ đang tiếp tục lên cho anh em một bộ dàn siêu rẻ và hợp lý luôn anh em nhé. Với trọng tâm đó là loa Martin Audio để cho mọi người. Thì đây là một dòng loa phải nói luôn các bác là khi về thì khi bên em vệ sinh xong thì các bác thấy nó rất là đẹp. Và cái nối trội trên dòng loa Martin thì nó có một thiết kế thùng vách là cực kỳ chắc chắn. Và đây là dòng dạng thùng lệch anh em nhé. Nên là về cái chất âm, cái lời của Martin thì không để bàn cãi rồi anh em ạ. Và đặc biệt đây là một phiên bản, đó là phiên bản sử dụng cho mình, đó là một chiếc tép neo với bát rất là khủng. Thì đây em muốn cho anh em xem qua một chút. Đây, đây là những con tép neo các bác này. Đấy, mình có tép neo anh em nhé. Đấy, AND anh em nhé, AND. Đấy, ND34 8 ohm. Đấy, và đây chiếc bát của loa full 20. Nhưng mà tất cả anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, nó đang còn kính con luôn. Đấy, kính con luôn anh em nhé, từng cái cộng đồng rất là khủng luôn. Tuy là full 20 nhưng mà cái chất lời nó ra rất là hay, cái bát rất là đẹp luôn anh em nhé. Và cái giá thì nó thật các bác luôn là như cái giá lúc này thì anh em đã biết rồi. Hiện tại em đang còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp cuối cùng các bác ạ, 6 cặp cuối cùng trên 20 đô. Đấy, trên 20 đô anh em nhé. Và đây là tép neo với cái giá anh kia bán rất là rẻ rồi, 3.800.000 đồng rồi cho anh em. Và hôm nay cũng tiện thể luôn là đang ghép một cái bộ dàn cho một bác khách để cho anh em. Đấy là anh em cứ cọc là có bộ dàn thì em tiện thể em quay luôn. Cũng giống như cái loa hai bát nọ thì một cái cấu hình ở đây em chọn cho anh em là vẫn vô tư anh em nhé. Đấy, với tần số của nó là đi từ 75 đến 20k thì em sẽ chọn một con đấy là mạch cờ lát hát để cho mọi người. Một con vang vừa đủ, có nghĩa là một vàng hay. Có rất nhiều dòng vàng cơ 1.6 triệu và ổ mic đây là 790 này anh em ạ. Con này tự cảm biến tự ngắt cao tốc các kiểu luôn anh em nhé. Con này là vị tím. Đấy, con này là 2.3 triệu là chưa thay vỏ anh em này. Đấy, là vỏ zin anh em nhé. Đấy thì tất cả bác cộng lại thì nó đâu đó khoảng tầm chưa tới 11 triệu đâu. Đấy, với đôi loa là 3.8 triệu. Nhưng mà chất âm nó đổi lại là rất là hay. Thì bây giờ em cũng mời các bác cùng lắng nghe qua cái bộ dàn này anh em nhé. Và tiếng mic anh em để ý này. Tiếng mic con này thì cũng không để chê được luôn anh em nhé. Mic bắt rất là hay luôn. Đi 1 2 5 6 7. Đi 1 2 5 6 7. Đi 1 2 5 6 7. Nói chung là anh em nào mà chuyên karaoke thì làm bộ này thì quá là ngon rồi. Thật sự các bác luôn là riêng karaoke mà riêng những đôi loa full Martin nhưng mà nó sử dụng tép neo để cái tiếng tép nó hơi mà nó mịn màng anh em ạ. Nó rất là hay anh em nhé. Đấy, thật sự là như vậy luôn. Nó rất là hay đường khác. Và cái giá tiền nó chỉ là 3.800.000 đồng thôi. Thì tính ra thì các bác bây giờ một đôi loa full Martin phân tần khủng luôn anh em nhé. Tính ra mà nó cũng rẻ như lo nằm luôn. Thật sự các bác như vậy, nhưng đổ lại chất âm nó riêng về hát karaoke em khẳng định luôn. Cả kiểu các bác ghép 3 đôi loa nằm không bao giờ hay bằng một đôi loa full được. Khẳng định mọi người là như vậy luôn. Tiếng nó sẽ bay rất là nhiều để cho anh em. Thì bây giờ em mời các bác cùng test qua một đoạn nhạc này. Đây, nhạc thì riêng con này thì nhạc gì nó cũng có thể chơi được luôn. Đây, hôm trước thì em test nhạc cho anh em rồi đúng không ạ? Có video test nhạc rồi. Bây giờ ta sẽ làm một bản nhạc Bolero đi. Bolero, anh em vào cho anh Kỳ nút like các bác ơi. Bác nào vào cho anh Kỳ nút like các bác nhá. Nói chung là tiện thể test bộ dàn cho các khách thì em lên luôn cho anh em một cái bộ để các bác có thể là có sự lựa chọn về một cái bộ dàn thay vì cái loa hai bát nó để hết hàng rồi. Đây là một con đẩy anh em này, Makisi XT600 anh em nhé. Con này thì em còn ba con cuối cùng thì coi như là ba bộ cuối cùng luôn anh em nhé. Đấy, cái tiếng tép nghe đá luôn này, cái đai tách nghe rất là sướng luôn. Tép nghe rất là sướng luôn các bác nhá. Khẳng định mọi người con tép con này đánh rất là tơi, rất là hay luôn. Tép đánh hay thật sự luôn mọi người. Các bác cứ đeo tai nghe và các bác thưởng thức thử xem. Không gian đây nó rất là rộng anh em nhá. Xe cộ thì ồn ào. Cho mọi người. Ok anh em. Đây.
đây, một chiếc lo này, hai chiếc lo này. Đây là một đôi, khi các bác tắt thì các bác thấy được nghe là cái không gian xung quanh bây giờ. Thì với bộ dàn thế này thì anh em cứ cộng cho em lên thì chắc đồ đó nó chỉ là tầm dưới 1 triệu rồi. Nhưng mà toàn hàng ngon luôn, mic Meyer vang đế B5000, con vang này được cực kỳ VIP rồi. Tính mic bao hay cho mọi người luôn nhé. Đấy, anh em làm những bộ này quá là rẻ, thật sự các bác luôn là quá là rẻ luôn. Đấy, và những bác nào mà thích bộ dàn như thế này thì anh em có thể liên hệ với cả anh Kỳ. Thì bây giờ tiếp tục em test thêm cho anh em một đoạn nữa, đoạn nhạc nữa. Đấy, để cho mic anh em này, mic nó bén cực kỳ luôn anh em ạ. Thật sự các bác luôn, đây là có mic Bayer này. Đấy, vì tím cả bín giờ tốc tự ngắt luôn anh em nhé. Với tiếng mic thì nó ngọt ngào luôn. Để ở đây, em vừa tắt đẩy anh em ạ. Vừa tắt đẩy, đây, anh em nhìn này. Hồi chung đổ hay thật sự luôn anh em ạ. Một hai năm sáu bảy, liệt một hai năm sáu hai năm. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải rất là bắt mic. Cái mic Bayer vốn dĩ lời đã thanh rồi mà kết hợp với đôi loa này nữa thì thật sự các bác luôn là tuyệt vời. Với cái giá là bổ cả nguyên combo đây để cho anh em tham khảo luôn anh em nhé. Thì đẩy này thì em còn ba con cuối cùng thôi, nhưng mà tất nhiên là hết đẩy này sẽ có đẩy khác thôi. Nhưng mà cái tầm tiền như con đẩy 3,5 triệu này á, thì anh em cứ cộng lên vang 1,6 triệu, mic 2,3 triệu thì cho anh em. Còn mic rẻ hơn em cũng có anh em nhé. Đấy, nhưng mà lên như này em thấy nó rất là ưng ý luôn với tầm tiền như vậy. Và cam kết với anh em là bao hay, trong vòng một tuần không ưng vẫn được chọn hàng luôn. Đấy, đặc biệt là như vậy. Sau con này ví dụ như bác nào mà thêm có sắp lựa vật ôm là vô tư luôn anh em nhé. Đấy là hay hơn nữa luôn. Đấy, với bộ như này. Được chưa các bác? Ok. Và bác nào mà ít tiền mà muốn chất, dùng tép neo mà thương hiệu thì đây là đồ loa để đáng để các bác phải tham khảo. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bác có ý kiến như nào thì cho những cái nút like và đăng ký kênh và bình luận phía dưới các bác nha. Xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người ạ. Xin chào các bác.